Xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ vì sao mà mình lại đi lan tỏa app FutureLang. Đối với mình thì thực sự là app FutureLang cho mình một cái hệ thống kiến thức rất là nhiều, và mình rất là mong muốn tìm cho con một cái môi trường nào đó để mình vừa đồng hành cùng với con được và vừa giúp con là rèn cái tính kiên trì, kỷ luật hàng ngày, cũng như là cái khả năng tự học. Và mình thấy app FutureLang thực sự là rất là phù hợp cho bản thân mình và con để có thể cùng đồng hành với nhau. Và đó là cái lý do mà mình rất là mong muốn là mình lan tỏa app và mình kinh doanh về app. Kinh doanh ở đây thì mình chỉ mong muốn là mình lan tỏa làm sao mà đến nhiều gia đình biết đến app để chúng ta có thể giúp con tự học hàng ngày, kiên trì hàng ngày, cũng như là giúp các bậc phụ huynh nào mà không có điều kiện mà đưa các con đến các trung tâm tiếng Anh để học, cũng như là không có điều kiện về tài chính, thì các con cũng hoàn toàn có thể thực hiện cái giấc mơ chinh phục ngôn ngữ của mình thông qua những app như là app FutureLang. Bởi vì cái học phí ở đây cực kỳ rất là rẻ. Chúng ta có thể học liên tục với một cái lộ trình, với một cái cường độ học liên tục, và cái giáo trình cũng rất là nhiều. Nhưng học phí thì cũng tính ra thì cũng chỉ có vài nghìn một tháng thôi. Nên là đó là lý do mà mình rất là mong muốn mình sẽ lan tỏa được đến nhiều người biết, và cũng mong muốn rằng là bản thân mình và con kiên trì học hàng ngày cũng sẽ là một tấm gương để cho nhiều phụ huynh cũng như là nhiều học sinh hãy tự tin rằng là mình cũng hoàn toàn có thể tự học được. Và khi mà mình tự học được một ngôn ngữ nào đấy thì đồng nghĩa với việc là chúng ta cũng có thể tự học được nhiều những cái chương trình, những cái ngôn ngữ khác, những cái chương trình học khác. Và sau này nếu như mà khi mà bước chân ra cuộc đời mà chúng ta cũng có thể tự học và tự tổng hợp được như vậy, thì sẽ phát huy được thêm nhiều cái khả năng cũng như là nhiều cái kỹ năng của chúng ta. Và hy vọng rằng là mọi người cũng sẽ đồng tình và ủng hộ mẹ con mình trên cái hành trình này. Xin cảm ơn cả nhà.